chào tất cả các em đến với tiết học nhạc cụ giai điệu kèn phím. Trong bài học này, chúng ta sẽ có hai nội dung. Nội dung thứ nhất, chúng ta sẽ luyện gam đô trưởng. Nội dung thứ hai, chúng ta sẽ luyện tập với một bài hát Ireland. Ở nội dung 1, chúng ta sẽ luyện gam đô trưởng. Bài luyện gam đô trưởng gồm các nốt đô, rê, mi, fa, son, la, si, đô. Đô, rê, mi, fa, son, la, si, đô. Các em lưu ý, ở chương trình âm nhạc lớp 6, chúng ta đã được học kỹ thuật luồn ngón. Do đó, trong bài luyện gam đô trưởng này, chúng ta sẽ áp dụng kỹ thuật luồn ngón tay. Cách thực hiện như sau. Nốt đô, ngón số 1. Nốt rê, ngón số 2. Nốt mi, ngón số 3. Sau đó chúng ta luồn ngón tay cái lên nốt fa, ngón số 1. Nốt son, ngón số 2. Nốt la, ngón số 3. Nốt si, ngón số 4. Đố, ngón số 5. Các em cùng xem lại thầy thực hành nhé. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Các em cùng nghe thầy thực hành trên cây kèn phím. Các em nghe lại. Nội dung 2, bài luyện tập, bài hát Ireland. Để chơi được bài nhạc này, chúng ta cần xác định bài hát gồm có những nốt nhạc nào, viết ở nhịp bao nhiêu. Bài hát Ireland được viết ở nhịp 4-4, gồm những nốt nhạc sau. Nốt đô, nốt rê, nốt mi, nốt fa, nốt son, nốt la. Tiếp theo, thầy cùng các em cùng đọc tên nốt nhạc và vỗ tay theo phách nhé. Đô, đô, rê, mi, mi, fa, son, la, son, mi, son, fa, mi, rê, fa, mi, rê, đô, 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 rê, mi, mi, fa, son, la, son, mi, son, fa, mi, rê, fa, mi, rê, đô, mi, đô. Các em chú ý ở câu nhạc thứ nhất, kết thúc câu nhạc thứ nhất có dấu lặng đen, chúng ta ngắt ra. Tương tự như vậy, kết thúc câu thứ hai có dấu lặng đen, chúng ta nhấc ngón tay lên. Các em cùng với thầy xướng âm bài Ireland kết hợp với vỗ tay theo phách. Đô, đô, rê, mi, mi, fa, son, la, son, mi, son, fa, mi, rê, fa, mi, rê, đô. Đô, đô, rê, mi, mi, fa, son, la, son, mi, son, fa, mi, rê, fa, mi, rê, đô, mi, đô. Trên kèn phím, đầu tiên nốt đô chúng ta bấm ngón số 1, nốt rê chúng ta bấm ngón số 2, nốt mi chúng ta bấm ngón số 3, tiếp theo nốt mi vẫn là ngón số 3. Nốt fa chúng ta luồn ngón tay ngón số 1 lên, bấm nốt fa ngón số 1. Nốt son ngón số 2, nốt la bấm ngón số 3. Tiếp theo nốt son chúng ta bấm ngón số 5, nốt fa chúng ta bấm ngón số 4, nốt mi, ngón số 3, nốt rê, ngón số 2, nốt đô, ngón số 1. Mời các em nghe cả bài.
Hy vọng rằng các em luyện tập chăm chỉ và thổ thật tốt bài học này. Chúc các em thành công.